COVID-19 đợt 186. Theo đó, phân bổ 832.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2023 cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thực hiện chương trình tiêm phòng dại vì cộng đồng, miễn phí cho 7.000 con chó và mèo tại địa phương từ nay đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Đây là năm thứ ba thực hiện tại huyện Đức Huệ với hơn 12.400 con chó và mèo đã được tiêm phòng. Trong 2 năm thực hiện chiến dịch, tỷ lệ chó và mèo được tiêm phòng đều ở mức cao, 90% tổng đàn năm 2021 và 96% tổng đàn năm 2022. Tỷ lệ này đã vượt xa tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 70% do WHO khuyến nghị ở các khu vực có nguy cơ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phòng ngừa các trường hợp tử vong ở người do bệnh dại. Cũng theo WHO, mỗi năm trên thế giới ghi nhận khoảng 59.000 người tử vong vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, mặc dù đã đạt được một số tiến bộ trong 10 năm qua, nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Boehringer Ingelheim là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm cho người và động vật. Trong 140 năm qua, chúng tôi luôn cam kết đồng hành và hỗ trợ cho những cộng đồng mà chúng tôi có mặt. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi gắn liền với trách nhiệm với toàn thể các đối tác, nhân viên, cộng đồng. Chiến dịch tiêm phòng bệnh dại là một phần trong cam kết chung một sức khỏe. Nếu chúng ta có thể kiểm soát tốt bệnh dại bằng vaccine, thì con người sẽ được an toàn và đảm bảo sức khỏe hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu từ huyện Đức Huệ và chúng tôi sẽ phát triển chương trình tại các tỉnh thành khác ở Việt Nam. Trong tuần lễ chiến dịch diễn ra, đơn vị cùng các đối tác đồng tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nâng cao kiến thức về phòng chống bệnh dại cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Đức Huệ, tập trung công tác truyền thông trong cộng đồng về hoạt động tiêm chủng và phòng chống bệnh dại.